Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm thời sự trong tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Trong tuần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Kết luận về nội dung chương trình kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung và cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp. Các báo cáo tại kỳ họp cần đảm bảo ngắn gọn. Riêng phần khen thưởng tại kỳ họp cần rà soát, chọn lọc, đảm bảo các đối tượng được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu. Về quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc tỉnh Vĩnh Phúc từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nghị quyết 18 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý về chủ trương để Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về quy định nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Về dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị trong dự thảo chỉ thị cần làm rõ sự cần thiết ban hành chỉ thị. Nội dung chỉ thị phải bám sát các nghị quyết của Trung ương về công tác cải cách tư pháp, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Vĩnh Phúc. Đặc biệt là nhấn mạnh đến các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, xã hội hóa công tác tư pháp, trách nhiệm của các ngành trong thực hiện chỉ thị. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thẩm định kỹ nội dung chỉ thị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cho ý kiến về ban hành chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện chỉ thị số 50 ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng này. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chú ý đến thời gian, giải pháp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, đánh giá rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan tư pháp, cơ quan tố tụng trong việc thực hiện chỉ thị 50 của Bộ Chính trị. Cho ý kiến vào việc bổ sung 3 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch và quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhất trí với tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung cụm công nghiệp Tử Du, cụm công nghiệp thị trấn Lập Thạch, cụm công nghiệp Đình Chu của huyện Lập Thạch vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nghiên cứu kỹ để cho ý kiến tập trung vào việc xác định rõ các tiêu chí, nguồn lực thực hiện từng tiêu chí trong lộ trình phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong tuần, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2016. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, biểu dương chúc mừng những thành tích mà tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh đã đạt được. Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống trong thanh thiếu niên và nhi đồng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên, nhất là các hoạt động để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chủ động bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chú trọng tham gia phát triển nguồn nhân lực, định hướng cho thanh niên học tập, lao động sáng tạo, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đoàn và các tổ chức hội của thanh niên vững mạnh toàn diện. Trong tuần, tại khu danh thắng Tây Thiên, di tích quốc gia đặc biệt xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, một trong những lễ hội đầu xuân lớn nhất của miền Bắc và tỉnh Vĩnh Phúc, lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Thân 2016 đã chính thức khai hội. Lễ hội Tây Thiên được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ bảy. Lễ hội Tây Thiên hàng năm đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của nhân dân địa phương nhằm khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống và lòng tự hào dân tộc, đồng thời bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, đậm đà bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa vùng núi Tam Đảo. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, có buổi tiếp và làm việc với ông Brook Rich, Phó Chủ tịch Tập đoàn Compan Đài Loan về triển khai dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện tử thông minh tại Vĩnh Phúc.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì hoan nghênh tập đoàn Compan quay trở lại đầu tư tại tỉnh và cho rằng các lĩnh vực mà tập đoàn Compan dự định đầu tư tại Vĩnh Phúc rất phù hợp với nhu cầu định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì giao các cơ quan liên quan của tỉnh phối hợp với tập đoàn Compan nghiên cứu thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và của Vĩnh Phúc nói riêng. Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn Compan khởi động dự án trong thời gian sớm nhất. Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các đại biểu và các đoàn vận động viên dự hội thao khối xúc tiến đầu tư khu vực phía Bắc lần thứ 3 năm 2016. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là một cơ hội lớn cho xúc tiến đầu tư nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung khi được giao lưu, học hỏi các kinh nghiệm về xúc tiến đầu tư từ các tỉnh bạn. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội tốt để Vĩnh Phúc quảng bá được hình ảnh du lịch, thế mạnh về kinh tế xã hội đến với các tỉnh bạn. Qua đó, thu hút mạnh hơn nữa về đầu tư trong tương lai. Thông qua hội thao lần này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tỉnh bạn đã hỗ trợ và cải thiện môi trường đầu tư cho tỉnh Vĩnh Phúc trong suốt những năm qua. Trong tuần kỳ thi Olympic Tài năng tiếng Anh cấp toàn quốc lần thứ 3 khu vực miền Bắc đã diễn ra tại Vĩnh Phúc. Cuộc thi đã thu hút 21 đoàn đại diện cho 21 tỉnh phía Bắc với tổng số 125 thí sinh tham dự. Cuộc thi Olympic Tài năng tiếng Anh là một sân chơi, qua đó nhằm đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong nhà trường. Trong khuôn khổ cuộc thi, các hoạt động gặp gỡ, giao lưu thông qua các tiết mục giới thiệu được chuẩn bị bằng tiếng Anh sẽ là cơ hội để các đoàn giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 125 giải cho các thí sinh tham dự, trong đó 12 giải nhất, 25 giải nhì, 37 giải ba và 51 giải khuyến khích. Riêng đoàn học sinh của Vĩnh Phúc dự thi đã đạt được 5 giải nhất. Trong tuần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 209 của Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết số 209 ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020. Đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang yêu cầu công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến nhận thức, hành động của người dân. Trước mắt trong năm 2016, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần tập trung vào 3 lĩnh vực: an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và công tác vệ sinh môi trường. Đối tượng tuyên truyền là nông dân, địa bàn tuyên truyền tại các xã, kết hợp tuyên truyền với công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Ngành công an tập trung điều tra phát hiện những hành vi vi phạm, đưa ra xét xử những vụ án điểm nhằm đảm bảo tính răn đe. Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 209 của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và công tác vệ sinh môi trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thank you.